Phần 17. Cửa phòng chợt mở ra, Đình Văn đi vào. Anh đứng yên nhìn tôi. Tôi yên lặng nhìn lại, lòng hơi xót xa khi thấy anh có vẻ ốm đi nhiều, mặt đầy khắc khổ. Chỉ một chút thôi, tôi đã muốn chạy tới và ngã vào người anh, muốn dụi mặt vào ngực anh để tìm lại mùi hương thân thiết đã bao ngày. Nhưng tôi vẫn thấy mình đứng yên đó, và có cảm tưởng giữa chúng tôi bây giờ đang có một hố sâu ngăn cách. Rồi tôi lên tiếng. Hình như lúc chiều anh về nhà rồi mà. Anh có về, nhưng bây giờ trở lại với em. Anh bước tới ngồi xuống giường, đưa tay ra. Lại đây với anh Nhi. Không. Tôi bước xuống đất, qua ngồi bên ghế. Đình Văn nhìn tôi nghiêm nghị. Tôi thản nhiên như không thấy sự bất mãn của anh. Khi rồi anh về đi, tôi muốn đi nằm. Tại sao anh không ở đây được? Tôi không đáp. Đình Văn nhíu mày. Anh là gì của em vậy Nhi? Vợ chồng mà em xem anh như người dưng vậy? Chẳng lẽ anh cố tình không hiểu? Anh không cần hiểu điều gì khác hơn ngoài thực tại em là vợ anh. Tôi thờ ơ. Tùy anh nghĩ. Còn với tôi, chuyện đó xảy ra đã lâu rồi. Bây giờ thì khác rồi. Tôi bây giờ là của chính tôi. Mong anh hiểu. Đừng buồn. Anh không chấp nhận quan điểm của em. Tùy anh. Đình Văn đến ngồi bên tôi như muốn ôm lấy tôi. Tôi né người. Anh nhìn tôi bất lực. Chúng tôi cứ yên lặng bên nhau. Rồi tôi nghe giọng anh trầm trầm buồn buồn. Anh không ngờ em cố chấp như vậy. Anh hiểu em không muốn sống với anh nữa, nhưng em hành động như vậy là em làm khổ nhiều người và chính em nữa. Em suy nghĩ lại đi Nhi. Khi tôi ra đi, là tôi đã có thời gian dài để suy nghĩ. Và tôi đã làm đúng. Tôi không có gì để hối hận cả. Vậy em có hối hận khi chạy trốn như phong không? Tôi giật thót người. Đình Văn nhìn tôi quan sát. Anh có thể cho tôi xin lại quyển nhật ký đó không? Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Đình Văn nắm chặt tay như cố kiềm chế. Tôi hiểu anh đang ghen. Chuyện ấy lâu rồi, nó như một cơn sốc trong đời, và tôi cũng đã quên. Đình Văn vùi đầu trong tay. Hơn một năm nay anh bị giày vò triền miên. Anh không ngờ trong tim em có một người khác. Thời gian đầu anh phát điên lên vì đau khổ. Anh hận em vô cùng. Nhưng rồi sau anh cũng hiểu lỗi tại anh. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp. Nhưng mà không vì vậy mà anh bớt bị dằn vặt. Chuyện đó tôi quên lâu rồi. Tôi nghĩ Duy Phong cũng vậy. Đình Văn đâm chiêu. Trong chuyện này em cũng như anh, ai cũng có những phút sa ngã. Nhưng em đứng vững hơn anh. Em bản lĩnh lắm Nhi. Cảm ơn anh đã nghĩ tốt về tôi. Đình Văn có vẻ nguôi ngoai nhẹ nhàng. Tôi không ngờ anh ghen với Duy Phong dai dẳng như vậy. Đình Văn nói nhỏ. Buổi chiều đó về nhà, biết em bỏ đi, anh thấy choáng váng, cảm giác như mình không còn có thể sống được. Anh không tin chỉ vì một phút nông nổi mà em hành động như vậy. Em có biết là anh khổ sở đến độ nào không? Anh chạy đi tìm em khắp thành phố một cách vô vọng. Anh nghĩ đến mọi điều, cả việc em có thể tự tử. Rồi sau đó là những ngày anh bỏ các công việc để đi tìm em, không biết phải làm sao để được gặp em. Có những lúc nhớ em đến điên cuồng, anh muốn đánh đổi tất cả để được em trở về. Càng nghĩ lại anh càng giận mình. Chính anh đã gây ra mọi đau khổ cho em. Giọng anh càng lúc càng buồn. Trong một phút mềm lòng, tôi cũng muốn nói với anh rằng tôi cũng đã từng đau khổ như thế, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Và tôi lại nhớ đến những ngày chỉ hai mẹ con thui thủi. Con tôi bị thiếu thốn, nước mắt tôi lại chảy. Đình Văn vẫn đều giọng. Nhiều lúc anh muốn viết thư kể hết với ba mẹ em để ba mẹ em thuyết phục được em, nhưng thấy em cố tình giấu gia đình nên anh không dám. Em đi chừng 2 tháng sau thì ba mẹ chuyển nhà. Thư em gửi qua đó đều bị trả về đây. Mỗi lần đọc là anh lại đau khổ, tưởng không còn chịu nổi. Càng lúc anh càng thấy mình tuyệt vọng. Một thời gian dài bạc tin em, anh chỉ còn biết chờ đợi em nghĩ lại để trở về với anh. Tôi nghe giọng mình thật lạ. Lúc ra đi tôi nghĩ anh cần có mì Yến cho con anh, có một gia đình thực sự, rằng anh đã không còn muốn vướng bận gì tôi và bé Quyên nữa. Nên tôi buông xuôi tất cả. Lúc đó tôi đau khổ lắm chứ. Không tưởng tượng được rằng có ngày mình phải bị cảnh như thế này. Bị chính chồng từng hứa hẹn thương yêu mình đối xử với con mình như thế. Nếu là anh, liệu anh còn đủ can đảm để ở lại ngôi nhà như vậy không? Đình Văn thẳng thốt nhìn tôi. Có lẽ anh không thể ngờ tôi đã nghĩ như vậy.
anh lại ôm đầu. Nhi ơi là Nhi, tại sao em không chịu hiểu rằng em là tất cả của cuộc đời anh vậy? Nếu em chịu hiểu như thế thì em sẽ rộng lượng hơn với anh trong những phút nóng giận như vậy chứ. Làm sao anh lại có thể vì đứa con này mà bỏ mặc đứa con kia được? Em có nhớ hôm đó em đã nóng nảy đến mức nào không? Lỡ như em góa tay làm bé Nga bị thương tích gì thì chính em có chịu nổi không? Lòng tôi như chùng xuống, hình như lần ấy tôi vì tức mà đã không thèm để ý đến cảm giác thoáng sợ hãi khi thấy bé Nga bị té. Cũng may nó chỉ là u đầu, nếu nó có chuyện gì chắc tôi cũng không thể nào sống yên được với lương tâm mình và với mọi người. Đình Văn nhìn chăm chăm vào mặt tôi, anh nói như vang vĩ. Bây giờ anh phải nói sao? Để em và con trở về với anh hả Nhi? Bao nhiêu đó thời gian chưa đủ để em nguôi giận sao? Anh nhìn tôi cười nhẹ. Nhưng mà ngày mới ra đi, tôi đã từng hỏi lòng mình là có thể trở về được không? Và trăm lần như một, tôi đều thấy nếu trở về, mình sẽ chết giận chết mòn trong một cảnh sống như thế. Rồi con tôi sẽ lớn lên trong một gia đình ngang trái như thế. Anh có muốn thấy tôi và con tôi chết tức tưởi như vậy không? Vì vậy, tôi không thể để bé Quyên trở về với anh được. Anh dù sao cũng đã có một đứa con khác để chăm lo, còn tôi thì chỉ có nó là lẽ sống. Không lẽ anh muốn tước đoạt nốt? Đình Văn bóp mạnh tay tôi, mặt anh lộ vẻ đau đớn. Đừng nói với anh những lời như vậy nữa Nhi, tôi nói giọng nghẹn nghẹn. Làm sao anh có thể hiểu được hết những khổ sở mà mẹ con tôi đã từng trải qua? Cô độc thui thủi hằng bao nhiêu ngày, nhưng rồi ngày tháng cũng phải quen, vì mình biết mình chẳng còn đường nào khác. Tôi lại nghĩ biết đâu giờ này anh đang yên ấm với gia đình mới, trở về càng bé bạn hơn, thà đừng biết gì hết vẫn hơn. Nhưng không chịu được, Đình Phan bỗng ôm chầm lấy tôi. Tôi nghe môi anh trên tóc mình, giọng cũng nghẹn đi. Làm sao em lại nghĩ như thế được hả Nhi? Tại sao em không nghĩ rằng em là duy nhất đối với anh? Những ngày đầu anh còn hy vọng rằng sẽ tìm được em, vì em chỉ mang chừng ấy tư trang và hồ sơ ở trường của em. Anh vẫn còn nghĩ hết hè em sẽ về. Vậy mà ngày qua ngày, em cứ như bóng chim tâm cá. Anh làm em khổ vì vô tình, trong khi em lại cố tình đày đọa anh. Chưa đủ sao Nhi? Tôi nói nhỏ. Tôi nghĩ anh còn phải trách nhiệm với bé Nga và còn Mỹ Yến nữa. Nghe tôi đi thế nào nó cũng sẽ trở lại. Anh có thể... Đình Văn ngắt lời tôi giận dữ. Em coi thường anh như vậy sao Nhi? Một lần sa ngã anh khổ như vậy chưa đủ hay sao? Tim tôi chợt nhói đau khi anh kể vừa quan sát mặt tôi. Em đi được vài tuần thì Mỹ Yến có tới tìm anh thật. Cô ta bảo vẫn còn yêu anh và mong anh đón nhận cô ta để có mái ấm gia đình, vì cô ta biết em đã bỏ đi. Cô ta sẵn sàng đi theo anh dù bất cứ đâu, nghèo túng cũng được. Tôi thoáng cười chua chát, anh phẩy tay. Nhưng mà những lời van xin của cô ta càng làm anh chán ngấy. Cô ta trước giờ chỉ là một kẻ làm đổ vỡ hạnh phúc của anh. Anh thấy hận cô ta và bé Nga cũng bị ảnh hưởng. Càng lúc anh càng thấy mình chỉ còn mỗi trách nhiệm với nó thôi. Nếu ngày đó anh đã nghĩ như thế thì đời tôi đâu chìm nổi như thế này. Tôi thấy mắt mình như rơm rớm. Không hiểu sao lòng tôi lại chợt dấy lên tình cảm tiếc nuối, khao khát quay về để tìm được một hạnh phúc. Nhưng tôi vội dập tắt ngay những ý nghĩ vừa chớm hình thành đó. Tôi nghĩ đến cảnh sống dằn vặt trước đây để giữ chặt lòng mình. Tôi đứng lên. Tất cả đã xưa rồi, bây giờ có nói cũng chẳng để làm gì. Thôi muộn rồi, về đi anh. Đình Văn xiết tay tôi kéo xuống. Em có thể tàn nhẫn đến vậy sao Nhi? Tôi quay mặt đi, cố giấu anh những cơn sóng trong lòng để nói một cách bình thản. Anh về đi anh Văn. Bé Nga dù sao cũng cần có anh, anh không thể bỏ nó được. Còn tôi dù sao cũng là người lớn, cô khổ cũng dễ quen hơn. Tôi nói như cho chính mình. Cũng có lúc tôi thấy giá mà mình rộng lượng hơn, thương yêu nó như thương bé Quyên. Nhưng mà tôi không thể thương nó hơn được. Làm sao tôi lại thương cho nổi con của người đã từng làm tan nát trái tim mình, từng chực chờ cướp hạnh phúc của mình. Mà anh thì cần có người mẹ cho con anh được trọn vẹn. Vì vậy tôi thấy mình cần phải đi. Tôi thở hắt. Chỉ tiếc là tại sao tôi không nhận ra điều ấy sớm một chút, để tôi phải nghe chính những lời phũ phàng của anh đối với con mình. Anh có biết mỗi lần nhớ tới
tôi đau đến thế nào không? Anh tưởng chỉ có mình anh mới biết thương con mình sao? Và chỉ có mỗi bé Nga mới cần tình thương sao? Đình Văn đau khổ. Nhi ơi, em có biết là mình đang quá cay độc rồi không? Tại sao em cứ tự dày dò mình rồi làm khổ anh vì những ý nghĩ xa lạ đó vậy? Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới có thể hiểu anh yêu em thế nào hả Nhi? Anh ôm siết tôi. Khi em đi rồi, mỗi lần anh đọc nhật ký là mỗi lần rớt nước mắt. Không ngờ mình đã làm khổ người mình yêu thương nhất đời đến vậy. Rồi càng giận mình hơn. Rồi anh muốn phát điên lên khi vẫn chưa tìm em và con được. Trời ơi, cuối cùng anh đã gặp lại em. Đừng bỏ anh nữa nghe Nhi. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, miễn là em có thể trở về. Tôi khẽ đẩy Đình Văn ra, cố giữ cho mình thật cứng rắn. Thôi, bây giờ anh về đi, khuya lắm rồi. Về đâu? Tại sao anh không được ở đây? Tôi lùi lại. Nếu anh không đi thì tôi sẽ đi. Đình Văn đứng yên nhìn tôi, tất cả nỗi khao khát giận dữ và bất lực như phơi bày trên nét mặt. Tôi cắn môi quay đi. Mắt anh như tóe lửa. Em sắt đá lắm. Em... Anh như nghẹn lời không thể nói được. Tôi đau đớn nhìn anh quay lưng đi và cảm thấy hình như mình không còn chút sức lực nào. Mấy ngày nay Đình Văn cứ lẩn quẩn ở nhà. Tôi không hiểu anh gửi bé Nga ở đâu và cũng không muốn hỏi. Hình như trong nhà cũng chẳng ai hỏi. Đi làm về là anh lại đến đây. Tôi cố tránh gặp riêng anh. Đình Văn có vẻ lầm lì ít nói. Tôi biết anh đau khổ tột cùng. Đau vì sắp mất mẹ và đau vì biết không giữ được tôi. Lòng tôi cũng nổi sóng như anh. Làm sao Đình Văn biết được điều ấy? Biết được rằng đêm nào ở đây tôi cũng khóc đến ướt cả gối. Mẹ chồng tôi tắt thở lúc khuya. Tôi khóc ngất vì đau đớn. Những gì diễn ra trong đám tang đối với tôi giống như một cơn mơ. Một cơn mơ nặng nề. Và hình ảnh Đình Văn cứ mãi ám ảnh tôi. Lúc tôi và anh đứng đối diện bên quan tài, khuôn mặt anh thẫn thờ, đôi mắt lạc lõng xa xăm. Anh nhìn tôi mà như không hề thấy tôi tồn tại. Tôi hiểu anh thật sự ngã quỵ. Bản tính can đảm cương nghị như đã rời bỏ anh. Tôi ước ao mình có thể an ủi nâng đỡ anh. Tôi không hề muốn mình là nỗi khổ tâm của anh bao giờ. Sau đám tang, trong nhà bao trùm một không khí ảm đạm thê lương. Suốt ngày tôi nằm trong phòng, nghe đau buồn nhức nhối. Sau ngày khai mộ, tôi thấy đã đến lúc phải ra đi, phải rời khỏi ngôi nhà này. Tôi như bị cắt đi nửa trái tim của mình. Trời hãy còn khuya, lợi dụng lúc mọi người chưa thức dậy, tôi sắp xếp đồ đạc rồi khẽ đóng cửa phòng. Thôi vĩnh biệt mọi người, có lẽ không bao giờ tôi còn trở lại đây nữa. Lòng rưng rưng buồn, tôi đứng tận ngần trước cửa phòng rồi cương quyết bước đi. Phía sau tôi, giọng của Định Văn vang lên. Em đã quyết định rồi hả Nhi? Em không cần biết làm như vậy sẽ gây ra cho anh điều gì hay sao? Tôi giật mình quay lại và đứng yên. Định Văn bước tới giọng khàn đi. Em giết chết anh đi, rồi muốn làm gì thì làm. Thế này cũng là quá sức chịu đựng của anh rồi. Anh cúi người tì tay lên lan can mệt mỏi. Anh đã thức suốt một đêm để canh chừng em, nghe ngóng từng tiếng động trong phòng em. Anh không tin em nhẫn tâm đến mức như vậy. Mắt tôi cay cay. Anh hiểu cho em anh Văn. Em không muốn làm anh buồn, nhất là trong hoàn cảnh này. Nhưng nếu em ở lại thì sẽ còn đau khổ kéo dài. Tốt hơn nên chấm dứt ở đây. Sau này bé Quyên lớn lên, em sẽ cho nó về lại tìm anh. Giọng của Đình Văn phẫn nộ. Vậy mà cô hứa với mẹ tôi đủ thứ, cô gả cả người sắp chết nữa sao? Tôi rùng mình. Em xin lỗi, lúc đó em không thể làm mẹ buồn. Nhưng em không thể nghe lời mẹ được. Anh hiểu cho em. Cô thật là người sắt đá lạnh lùng. Được rồi, cô đi đi. Tôi không van xin đeo đuổi cô đâu. Cứ làm theo suy nghĩ nông nổi của cô đi. Tôi đứng yên một lát rồi quay đi. Đến giữa cầu thang tôi nhìn lên, xe sắt cả lòng, khi thấy anh vẫn đứng gục đầu trên lan can. Tôi như chạy trốn cả chính mình. Tôi nằm vùi dập suốt 2 ngày. Thầy Nam đến thăm tôi một lát rồi về. Mỹ Anh vẫn ở lại chơi với bé Quyên. Nó để tôi được nằm yên ổn một mình. Tôi sụp đổ ngã quỵ vì những nỗi khổ dày dò. Những ngày ở thành phố động lại một ấn tượng sâu đậm quá. Bây giờ tôi mới thấy nhớ nhung. Cảm xúc khi gặp lại Đình Văn vẫn sống động trong lòng tôi. Tôi nhớ vòng tay siết chặt với cái hôn đắm đuối gấp gáp. Giờ đây tôi mới thấm thía thế nào là mất mát. Tôi hiểu mình vẫn còn nguyên vẹn tình yêu ban đầu với Đình Văn. Nhưng lối về đã không còn nữa. Từ đây tôi sẽ cô đơn với những tháng năm còn lại của mình. Sáng nay tôi lại đến trường.
Tôi tự hứa lòng mình hãy quên tất cả để trở lại cuộc sống bình thường, để chăm chút cho con tôi. Bây giờ nó chỉ còn có mỗi mình tôi thôi. Mỹ Oanh có vẻ yên tâm khi thấy tôi gượng lại được. Buổi trưa ngồi bên nhau, nó nhìn tôi cười mỉm. Bây giờ đã bình tĩnh lại chưa? Kể cho tao nghe đi. Tôi kể lại mọi chuyện, không giấu Mỹ Oanh cả những suy nghĩ dằn vặt của mình. Nó bảo: tao biết mà, mày không bao giờ quên anh Văn được đâu. Dù mày có sống đến 100 tuổi thì mày vẫn nhớ đến anh ấy. Tôi lắc đầu. Tao nghĩ đó chỉ là phút xúc động do ngoại cảnh chi phối, dần dần sẽ quên được thôi. Mỹ Oanh không cãi. Nó có vẻ phân vân rồi nói đột ngột: tháng 10 này đám hội của tao với anh Vĩnh đó nhi. Tôi kinh ngạc. Gì? Mày nói gì vậy Oanh? Mày quyết định hồi nào vậy? Tao mới quyết định. Trời ơi, sao tự nhiên mày bỏ cuộc như vậy, trong khi bây giờ mày có dịp gần thầy Nam? Chính vì có điều kiện gần nên tao mới tỉnh mộng. Tao hiểu ra không bao giờ thầy Nam yêu tao được. Tôi không biết nói gì. Mỹ Oanh cười thanh thản. Tao tiếc những năm tháng sống ảo tưởng, cứ nghĩ đến tình yêu mà không nghĩ đến điều kiện để có được nó. Dù sao thì bây giờ cũng chưa muộn lắm, còn đủ thời gian để đi tìm hạnh phúc. Tôi không tin Mỹ Oanh yêu anh Vĩnh chóng vánh đến vậy. Hay là nó sợ thất vọng vì thấy Nam quá quan tâm đến tôi? Ý nghĩ đó làm tôi hoảng sợ. Nếu có thật như vậy, tôi sẽ ân hận suốt đời. Oanh, hãy nói thật với tao, hình như mày hiểu lầm tao với thầy Nam có không? Tại sao mày bỏ cuộc như vậy? Đừng nghĩ như vậy Nhi. Không phải như vậy đâu. Không được, tao không tin. Có phải mày tưởng tao với thầy Nam có tình cảm nên mày rút lui? Tôi lắc tay nó. Có không anh? Có, nhưng một phần thôi. Tôi sững người nhìn nó. Mỹ Oanh giải thích. Tao biết thầy Nam yêu mày lắm Nhi. Tao... Tôi hấp tấp cắt ngang. Không phải như vậy, mày đừng hiểu lầm. Thầy Nam thấy tao nghèo nên giúp đỡ. Tao thề với mày là không có yêu. Thầy Nam không hề nói gì hết. Mày đừng nghĩ như vậy Oanh. Mỹ Oanh dịu dàng. Chỉ có mày là người không hiểu thôi. Không có ai giúp đỡ người khác quá mức tận tụy như vậy nếu không yêu người đó. Tôi hấp tấp. Không phải. Để tao nói hết. Mày đừng tự dằn vặt vì tự tao bỏ cuộc. Tao biết rằng không có mày thì thầy Nam cũng không bao giờ yêu được tao. Vì tao không phải là mẫu người. Đại khái là tao không có gì đặc biệt. Còn thầy Nam thì cần phải có một người yêu xứng đáng. Cho nên tao hết ảo tưởng chinh phục rồi. Nhưng thầy sẽ thương và cưới mày nếu biết mày chung thủy như vậy. Mày thơ ngây quá. Thầy Nam có cá tính mạnh lắm, đời nào chịu lấy vợ vì thương hại. Mà ví dụ thầy có cưới tao đi nữa, tao cũng không nhận lời đâu. Tao không thích người ta thương hại mình. Nó ngừng lại, nhìn lên trần nhà, môi mím lại. Phương châm của tao là lấy người yêu mình, chứ không lấy người mình yêu, khổ lắm. Vậy mày lấy anh Vĩnh vì thương hại hả? Cũng không hẳn. Anh ấy là người chồng tốt, bao nhiêu đó đủ rồi. Mà tao thì cũng đã qua tuổi lãng mạn lấy chồng vì tình yêu rồi. Mày làm tao bị đảo lộn cả. Mỹ Oanh nghiêm trang. Tao khuyên mày, nếu quả tình mày không sống với anh Văn nữa thì nhận lời với thầy Nam đi. Rồi tình yêu cũng sẽ tới. Mẫu người như thầy Nam cuốn hút đó chứ. Coi nằm mơ tao cũng không tin điều mày nói. Chưa bao giờ tao nghĩ đến chuyện đó. Sao tự nhiên bây giờ mày... Tao muốn nói lâu rồi, nhưng thấy thầy Nam chưa tỏ tình với mày nên chưa nói đó thôi. Mày phải thực tế một chút. Lấy thầy Nam, mày sẽ có người chồng tốt che chở cho mày và cả bé Nguyên nữa. Tính thầy Nam cao thượng, mày khỏi sợ con mày bị hất hủi. Trời ơi, hôm nay nói toàn những chuyện nghe như là cứ như trong mơ vậy. Mày làm tao bị đảo lộn cả. Tao biết sớm muộn gì thầy Nam cũng sẽ ngỏ ý với mày. Gật đầu đi Nhi, và không được ngại tao buồn. Mà mày từ chối thầy Nam vì ngại thì tao bị dây dứt lắm. Tôi ứa nước mắt, thấy thương Mỹ Oanh quá. Công lao chờ đợi bao năm trời, đến khi giấc mơ sắp thành hiện thực thì lại tan dở. Tôi phải làm một điều gì đó cho Mỹ Oanh chứ. Chiều nay thầy Nam xuống nhà tôi. Thầy cứ ngồi một góc nhà trầm ngâm nhìn bé Quyên bận bịu với mấy món đồ chơi của nó. Hình như thầy suy nghĩ điều gì đó. Tôi có cảm tưởng thầy Nam không bình thường như mọi ngày. Hay là vì tôi đã có ấn tượng những điều Mỹ Oanh nói. Tôi không biết. Nhưng mỗi lần gặp thầy Nam, tôi cứ lơ mơ nhớ đến cái hôn lên mặt lúc mà tôi bị bệnh. Không biết đó là hư hay thật. Tôi ngầm quan sát thầy Nam. Tôi không đọc được gì trên nét mặt kín đáo ấy. Giờ đây tôi hoài nghi cho ảo giác của mình. Tôi lên tiếng. Thầy. Thầy ngẩng đầu lên. Gì vậy Nhi? Hôm qua Mỹ Oanh ở đây chơi, em trông thầy xuống ghê.
Vậy hả? Mỹ Oanh cũng trông thầy nữa. Vậy hả? Tôi gợi chuyện. Thầy biết anh Vĩnh không? Biết. Hình như anh ấy là bạn thân của Mỹ Oanh. Dạ đúng rồi. Anh ấy đánh tiếng với Mỹ Oanh đó thầy. Vậy à? Nhưng Mỹ Oanh chưa đồng ý, thầy biết không? Thầy Nam lắc đầu. Tôi không biết. Chuyện của các cô làm sao mà tôi biết được? Tôi trách. Thầy vô tình quá. Thầy Nam cười khẽ không trả lời. Tôi đâm ra lúng túng. Nói thế nào bây giờ? Bằng mọi cách tôi phải cho thầy Nam hiểu Mỹ Oanh. Nếu không thì tôi sẽ rây rứt mãi. Tôi nhắc lại. Thầy vô tình quá. Thầy Nam nhướng mắt. Sao hôm nay em kết tội tôi hoài vậy Nhi? Câu chuyện này em muốn nói với thầy lâu rồi. Nhưng lúc đó em ngại. Em để tự thầy hiểu. Nhưng bây giờ em không im được nữa. Không lẽ thầy vô tình với Mỹ Oanh đến mức như vậy? Trong khi Mỹ Oanh nó... Thầy Nam khoát tay. Đừng nói nữa Nhi. Tôi hiểu ý em rồi. Thầy hiểu điều gì? Thầy Nam nhìn điếu thuốc trên tay trầm tĩnh. Đâu phải tôi im lặng là tôi không hiểu gì cả. Có điều tôi không thể làm gì khác được. Tôi nghĩ rằng cuối cùng Mỹ Oanh cũng phải có chồng. Và tôi để thời gian làm việc đó. Tôi ngạc nhiên. Vậy ra thầy đã biết hết, biết mọi chuyện. Thầy Nam gật đầu. Tôi biết. Tôi quý trọng tình cảm của Mỹ Oanh. Nhưng tôi chỉ có thể xem Mỹ Oanh như một cô học trò, một cô em gái. Vì... Thầy ngưng một lát rồi nói nhỏ. Vì tôi chỉ yêu một mình em thôi. Tôi bị đột ngột, cứ ngồi lặng và bàng hoàng. Tôi không ngờ câu chuyện xoay chuyển trong chớp mắt như vậy. Tôi ngồi yên nhìn thầy, không biết phải nói ra sao. Thầy Nam im lặng hút thuốc và quan sát phản ứng của tôi. Đầu óc tôi rối bời, những ý nghĩ cứ lộn xộn. Tôi cố sắp xếp suy nghĩ cho mạch lạc, nhưng không được. Tôi buột miệng. Thầy biết là em đã có chồng rồi. Em không có những... Nhưng em đâu còn quan hệ với chồng nữa. Tôi thấy mình không có lỗi khi tỏ tình với em. Cuối cùng thì tôi cũng phải đối diện với sự thật này. Mỹ Oanh nói đúng. Không có ai giúp đỡ người khác một cách tận tụy nếu không yêu người đó. Tôi lãng mạn như cái hôn thầm lén hôm nào. Thầy Nam hơi ngã người tới trước, nhìn tôi đăm đăm. Lẽ ra tôi nói điều này với em lâu lắm rồi. Từ lúc em còn đi học. Lúc ấy tôi đợi em thi đại học xong. Nhưng mà tôi chưa kịp lên tiếng thì Đình Văn đã làm việc đó trước tôi. Tôi có cảm tưởng anh ấy cướp em trên tay tôi. Tôi biết là không có khả năng giành lại em, nên tôi im lặng. Rồi thì tình cảm cũng phai dần. Và tôi thực sự đã quên em. Tôi nói nhỏ. Lúc em về thực tập, em biết thầy quan hệ với chị Hoa. Sao thầy không lập gia đình hả thầy? Gọi là quan hệ thì quả thật là nó không hẳn. Tôi biết Thanh Hoa nghĩ đến tôi, và tôi cũng có nghĩ đến cô ấy. Nhưng tình cảm đó chưa đủ thuyết phục tôi lập gia đình. Phải lại lúc đó tôi mãi mê kiếm tiền, thời gian đâu mà nghĩ đến tình yêu. Thầy nhìn tôi, cái nhìn như một lời tỏ tình nóng bỏng. Khi biết em bơ vơ, không hiểu sao, tôi cứ muốn tìm em, để mà lo lắng cho em. Có lẽ lúc đầu tôi chỉ đến với em vì nhớ tình cảm cũ, hay vì em là học trò của tôi. Tôi cũng không hiểu được tình cảm mình lúc ấy. Tôi định lên tiếng thì thầy Nam cản lại. Sau đó thì tình cảm ngày xưa của tôi trỗi dậy. Tôi yêu em hơn ngay cả khi em còn nhỏ. Yêu một cách điên cuồng. Nhưng tôi phải im lặng chờ đợi để hiểu hết tình cảm của em. Tôi cố ý khuyên em về gặp lại chồng để làm một bài toán. Bây giờ thì tôi có thể mạnh dạn nói với em. Hiểu tôi không Nhi? Tôi không dám trả lời thầy. Làm sao tôi dám nói với thầy rằng tôi không quên được Đình Văn? Phượng Nhi. Dạ. Em trả lời tôi đi. Dạ em. Em biết đó. Tôi không còn ở tuổi yêu vu vơ nữa. Tôi muốn cưới em, lo cho em và bé Quyên sống đầy đủ. Nhìn em sống thế này tôi không chịu nổi. Tôi cảm thấy khổ sở quá. Vì tôi không đủ sức khước từ thầy Nam, cũng không quên được Đình Văn. Thầy Nam dùi điếu thuốc. Em cứ suy nghĩ rồi hãy trả lời tôi. Tôi sẵn sàng chờ đợi em. Thầy đứng dậy bước đến chơi với bé Quyên. Con bé hình như chờ từ nãy giờ. Nó giận dỗi. Chú Nam thích chơi với mẹ hơn là con. Con không thèm đâu. Rồi nó đẩy thầy ra. Thầy Nam bật cười, bồng nó đặt lên chân. Tôi ngồi yên nhìn bé Quyên bên thầy, nhớ những điều Mỹ Oanh nói. Phải, thầy Nam sẽ là người chồng tốt của tôi. Nhưng còn bé Quyên? Tôi đã không chấp nhận bé Nga. Vậy thì tại sao tôi bắt thầy Nam phải yêu thương bé Quyên? Tôi biết mình không hoàn toàn vững dưng với thầy Nam. Nếu bây giờ mất thầy, đời tôi sẽ quan vắng vô cùng. Tình yêu bền bỉ của thầy Nam làm tôi bị chinh phục. Làm sao tôi có thể vững dưng với một người tuyệt vời như vậy? Nhưng mà trong tim tôi, Đình Văn vẫn tuyệt vời hơn. Phần 18.
Về đến nhà đã hơn 1 giờ, bé Quyên đã đi học. Tội nghiệp con tôi, ngay đến cảnh nó phải đi học một mình, tôi thấy nao nao. Trưa nay ở lại họp tổ, lòng tôi cứ như lửa đốt, hết người này đến người kia nói. Buổi họp kéo dài thì thực sự là bực mình càng tăng. Tôi không hiểu tại sao ai cũng thích nói, giảng bài trên lớp cũng đủ mệt lắm rồi. Tôi thay đồ mệt mỏi nằm vật ra giường, không còn cảm giác đói nữa, tôi chỉ muốn được nằm yên để thở mà thôi. Hình như có tiếng bước chân ai đó, rồi một bàn tay vén những sợi tóc trên trán tôi. Em mệt lắm hả Nhi? Tôi mở choàng mắt. Trời ơi, đó là Đình Văn. Anh quỳ dưới đất, mặc kệ bên mặt của tôi, nhẹ nhàng. Ngày nào em cũng phải đi xa như vậy sao? Rồi anh nhìn quanh. Con đâu rồi em? Tôi ngồi đây nhìn sững Đình Văn, không hiểu anh nói gì. Anh lặp lại. Anh muốn gặp con, bé Quyên đâu rồi? Tôi trả lời máy móc. Nó đi học rồi. Đình Văn nhìn tôi giọng buồn buồn. Ngày nào em cũng về giờ này hả? Làm sao anh biết em ở đây? Anh đón em ở trường và chạy phía sau em. Tôi cứ ngồi yên trên giường, tay ôm lấy mặt. Sự hiện diện bất ngờ của anh làm tôi thấy hạnh phúc lẫn bàng hoàng. Đình Văn đi ra ngoài rồi trở vào với ổ bánh mì trên tay. Em ăn đi. Tôi ngồi yên nhìn anh. Đình Văn lại đi đâu đó. Lát sau anh mang cho tôi ly sữa còn bốc khói, rồi ngồi đối diện với tôi nhìn tôi nhai bánh mì. Buổi trưa yên ả quá, vắng lặng quá, và chỉ có chúng tôi bên nhau trong căn buồng gợi cảm, gợi lên những phút giây riêng tư của vợ chồng. Đình Văn kéo tôi vào lòng, vuốt nhẹ tóc tôi. Tôi không đủ sức kháng cự cử chỉ yêu thương của anh. Ánh sáng của lý trí lóe lên trong tôi rồi tắt ngấm. Tôi đê mê nghe anh thì thầm. Em sống cực khổ thế này sao Nhi? Không có ai lo lắng che chở cho em, anh làm sao yên tâm được? Tại sao em cứ tự làm khổ mình như vậy? Về nhà đi em. Không một người lo lắng che chở, câu nói như dội lại trong đầu tôi. Anh nghĩ gì nếu biết thầy Nam lo cho tôi? Tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ phạm lỗi với anh. Tôi biết Đình Văn rất ghen với thầy Nam. Anh sẽ phản ứng ra sao nếu gặp thầy Nam ở đây? Ý nghĩ đó làm tôi tỉnh người. Tôi hấp tấp bước xuống giường rồi đi ra ngoài, cố chống lại sức quyến rũ kỳ lạ của Đình Văn. Tôi ngồi thu mình một góc. Đình Văn đi theo tôi. Anh khoanh tay đứng tựa lưng vào cửa nhìn xung quanh, quan sát tỉ mỉ. Khuôn mặt anh mỗi lúc mỗi nghiêm lại vẻ nghi ngờ mơ hồ. Tôi ngậm quan sát Đình Văn. Anh như đã gượng lại sau những ngày đau khổ. Tôi nhớ nửa tháng trước đây, anh rủ gục mệt mỏi nhưng mất cả nghị lực. Hình như không có gì đánh quỵ được anh cả. Tôi lên tiếng. Còn anh lúc này vẫn bình thường chứ? Đình Văn lừ lừ nhìn tôi không trả lời. Tôi nhắc lại. Em hỏi con anh lúc này có khỏe không? Nếu em còn hỏi như vậy nữa, anh sẽ không trả lời. Tại sao em cứ khiêu khích anh hoài vậy? Thực tình là em không biết hỏi cách nào khác. Tôi nói khẽ. Anh xuống đây có việc gì không? Đình Văn hỏi lại. Chẳng lẽ anh không được quyền thăm con à? Anh bước tới đối diện với tôi, tay tì trên thành ghế. Em yên tâm, anh sẽ không quấy rầy em đâu. Em hoàn toàn tự do. Anh chỉ muốn thăm con anh thôi. Nếu em không muốn gặp anh nữa thì cứ giao bé Quyên cho anh. Tôi la lên. Không bao giờ. Vậy thì em phải cho anh tới lui ở đây. Đền Văn nhìn tôi nhướng mắt. Được không em? Em không biết. Anh thăm dò. Anh thấy em nên giao con cho anh để làm lại cuộc đời Nhi à? Một người đã có tỷ vết như anh không xứng đáng với em đâu. Mà em thì còn trẻ lắm, giữ con như vậy thì em sẽ khó đi bước nữa. Tôi phẩy tay. Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi như vậy, nhưng mà tôi không cần đâu. Còn nếu anh muốn bắt bé Quyên thì tôi sẽ tự tử. Em thương con như vậy, sao không vì nó mà trở về với anh? Nó cũng cần phải có cha chứ. Nhưng cha nó không cần nó. Anh thừa hiểu tại sao tôi phải ra đi rồi. Đình Văn chụp tay tôi bóp mạnh. Thấy tôi nhăn mặt, anh buông ra rồi anh thở mạnh. Nếu anh không giữ bé Nga, em trở về chứ? Tôi im lặng. Tại sao anh đợi tôi phải nói ra? Đình Văn bước vòng ra đứng phía sau tôi, cúi xuống bên mặt tôi. Hứa với anh không Nhi, anh sẽ làm giữ ý em. Tôi rùng mình, cảm thấy xấu hổ với lương tâm. Không lẽ tôi dành tình yêu với một đứa trẻ? Không lẽ tôi bắt Đình Văn cho bé Nga vào viện mồ côi? Làm như vậy cả anh và tôi đều rây rứt, và như vậy có hạnh phúc gì? Tôi lắc đầu lạnh lùng. Anh đừng nói nữa, đừng bao giờ nhắc chuyện đó nữa. Đình Văn đứng thẳng lên. Em hành hạ anh bao nhiêu đó đủ rồi Nhi, quá đủ rồi. Anh bước tới đứng trước mặt tôi, lay tôi dữ dội. Thà em mắng nhiếc cào xé anh cũng được. Em đừng lạnh lùng như vậy nữa. Thấy tôi vẫn im lặng, Đình Văn buông tôi ra thở dài.
Anh nhớ ngày xưa, nếu anh có lỗi gì, dù chỉ là một chuyện nhỏ, em cũng giận dữ khóc lóc với anh. Bây giờ em cứ làm như vậy đi. Gay gắt đến đâu anh vẫn chịu được, miễn là em đừng xa cách, cứng rắn như tượng đá. Đừng trừng phạt anh như vậy nữa, anh không chịu nổi. Làm như vậy tàn nhẫn lắm, em biết không? Tôi úp mặt vào tay, cố không nhìn đến anh. Tôi bình thản. Khi em quyết định ra khỏi nhà, em đã trả một giá quá đắt, và em chấp nhận như vậy. Điều mà em muốn là xin anh để cho em yên, đừng khuấy đảo cuộc sống yên ổn của mẹ con em nữa. Đình Văn như hết kiên nhẫn. Được rồi, anh sẽ để em làm theo ý muốn của em, nhưng anh không cho phép em được để bé Quyên sống thiếu thốn như vậy. Anh đừng có lo, bé Quyên không bao giờ thiếu thốn đâu. Em có thể chịu đựng mọi thứ để cho nó đầy đủ mà. Đình Văn đấm tay xuống mặt bạn. Em là một đứa trẻ cứng đầu, chứ không phải là một người đàn bà can đảm đâu. Em nhớ lấy điều đó và suy nghĩ về việc mình làm. Đình Văn chồm tới nắm chặt tay tôi. Nếu em khư khư bỏ anh thì em phải giao bé Quyên lại cho anh nuôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Giao cho anh để anh bỏ mặc cho bé Nga hiếp đáp con tôi à? Không bao giờ. Ở ngoài đường chợt có tiếng trẻ con léo nhéo. Đình Văn nhìn tôi mặt giãn ra. Con về phải không Nhi? Tôi không đáp. Đình Văn đi nhanh ra cửa đón con bé. Tôi nghe tiếng bé Quyên reo lên hớn hở, rồi Đình Văn bồng nó đi vào. Con bé ôm chặt cổ anh, mặt rút vào anh, có vẻ nó hạnh phúc lắm. Tôi im lặng nhìn cha con anh, tim cứ nhói lên từng cơn. Hôm nay Mỹ Oanh dẫn một đứa bạn xuống nhà tôi, Thùy Lan. Tôi và nó ôm nhau, mừng quýnh quáng. Mỹ Oanh ôm bé Quyên đứng nhìn chúng tôi. Thùy Lan có vẻ giận tôi. Mỹ Oanh có kể chuyện của mày rồi, mày giấu chỗ ở với bạn bè thì giấu, nhưng giấu luôn cả tao nữa. Làm vậy mà coi được hả Nhi? Tôi lúng túng không biết giải thích ra sao. Thùy Lan giận tôi cũng đúng thôi. Nó ngắm nghía tôi. Mày có vẻ chững chạc hơn hồi đó nhiều lắm, mà cũng đẹp hơn nữa, nhưng sao mà xanh quá vậy? Mỹ Oanh xen vào. Nó sống như vậy mà hồng hào gì nổi. Thùy Lan chép miệng thở dài. Tôi nhìn nó. Mày được mấy đứa rồi Lan? Hai đứa. Lẹ vậy? Thùy Lan có vẻ hơi đẩy đà mỉm mỉm, hình như nó không hề biết va vấp là gì. Trong nhóm tứ quái của bọn tôi, chắc chỉ có nó là sống bình lặng nhất. Mỹ Oanh lấy xấp thiệp, chọn một cái đưa cho tôi. Của mày nè, Minh Quốc mời đó. Nó mời nguyên nhóm trong lớp mình luôn, có thầy Nam nữa. Tôi phân vân. Nên đi không anh? Sao lại không? Tao nghĩ hôm đó vui lắm, dễ gì lớp mình có dịp hợp mặt nhau. Tôi ngần ngừ hỏi Mỹ Oanh. Nó mời luôn nguyên nhóm hả? Mỹ Oanh như hiểu ra, nó trấn an. Chắc vậy, mày sợ có nhỏ Yến hả? Nếu có nó mày càng nên đi. Thùy Lan đồng ý. Đúng rồi, mày đi cho nó biết tai. Có mày, nó còn xấu hổ với bạn bè hơn. Mỹ Oanh biểu môi. Tao nghĩ nó không biết xấu hổ đâu. Nếu biết thì nó đã không trở lại xin anh Văn cưới nó lúc con Nhi bỏ đi. Thùy Lan ngạc nhiên. Có chuyện đó nữa hả? Tôi thực sơ chuyện Đình Văn nói. Thùy Lan nheo mắt. Thật trơ trẽn. Tụi mày có biết chuyện gì xảy ra với nó không? Không nhắc là tao quên kể rồi. Chuyện gì? Hai đứa tôi cùng nhìn nó chờ đợi. Hôm trước nó bị bà vợ lớn với mấy đứa con mướn người đánh sảy thai rồi vô sinh luôn. Sao mày biết rành vậy Lan? Lần đó nó nằm ở chỗ tao làm chứ đâu xa, chờ đáng đời. Bây giờ không biết nó còn sống với ông ấy không nữa. Chắc còn, buông ra thì chết đói à. Nhỏ đó cũng chịu đấm ăn xôi lắm đó. Mỹ Oanh xen vào. Không đâu, mình có kể với tao là chú nó bỏ con Yến rồi. Vậy hả? Tự nhiên tôi thấy nhồi nhối lo sợ. Tôi sợ Mỹ Yến lại thuyết phục Đình Văn. Liệu anh có gì tức tôi mà khước từ nó nữa không? Tôi lắc đầu, cố xua đuổi ý nghĩ đen tối đó. Tôi tự nhủ với lòng chuyện đó sẽ chẳng còn gì quan trọng đối với mình. Nhưng sao tôi vẫn thấy bồn chồn. Mỹ Oanh đập tay tôi. Ngày mai mày không vào trường phải không? Vậy là từ đây tới đó tao với mày không gặp nhau. Còn mấy ngày nữa? Ba chứ mấy. Mày ở nhà chờ đi. Tao lên mày rồi đi luôn. Cũng được. Thùy Lan xen vào. Tao cũng định lại nhà nhỏ anh, tụi mình đi chung luôn. Mỹ Oanh và Thùy Lan ở lại đến chiều mới dậy. Còn lại một mình, tôi cảm thấy buồn không chịu nổi. Hình như tôi đang lo sợ. Tôi sợ Định Văn sẽ chọn Mỹ Yến. Tôi nao núng quá. Gần cả buổi sáng, tôi cứ ngồi trước gương, nhìn ngắm mình và suy nghĩ mông lung. Tôi cảm thấy thời gian bây giờ sao trôi lê thê quá. Lâu lắm rồi tôi không trang điểm, bây giờ thấy ngượng nghịu. Tôi không muốn mình nổi bật giữa đám bạn bè làm gì, nhưng cũng không thể quá lôi thôi được. Chẳng biết phải trang điểm ra sao,
Tôi cứ ngồi gục đầu, tay buông lỏng, nghĩ ngợi lan man. Chợt thầy Năm xuất hiện ở cửa, lên tiếng: "Em làm gì vậy Nhi?" Tôi ngẩng lên, nhìn thầy ngạc nhiên. Thầy Năm ngồi xuống bình thản: "Tôi xuống đón em, em cứ sửa soạn đi, tôi chờ." Tôi nhìn thầy Nam, cảm thấy bối rối, không biết từ chối thế nào. Tôi sợ Mỹ Oanh thấy sự thân mật giữa tôi với thầy. Làm sao Mỹ Oanh không có một thoáng buồn? Tôi toan mở miệng thì thầy Nam lên tiếng: "10 giờ rồi đó Nhi, hôm nay em làm sao vậy?" Tôi khẽ thở dài rồi quyết định sẽ trang điểm nhẹ nhàng. Một chút son môi, một chút phấn hồng cho gương mặt bớt xanh. Tôi tỉ mỉ kẻ chì nâu lên mắt. Ngày xưa tôi nhớ Định Văn vẫn thường bảo anh bị chết đuối trong sóng mắt tôi. Nhớ đến anh, tôi lại thở dài. Tôi nhờ người hàng xóm qua chơi với bé Quyên, rồi đi với thầy Nam. Minh Quốc dành cho nhóm bạn bè trong lớp một bàn cuối khuất trong phòng. Xung quanh cười nói ồn ào, chỉ có bạn chúng tôi, câu chuyện có vẻ trầm lắng. Tôi ngồi bên Mỹ Oanh và Thùy Lan, thầy Nam ngồi đối diện với tôi, kín đáo nhìn tôi quan sát. Chú rể và cô dâu đến bên bàn, Minh Quốc giới thiệu cô dâu với chúng tôi. Tôi nhìn cô dâu, hình như tôi đã gặp ở đâu đó nhưng mà không nhớ. Cô dâu tên là Mai Lan, khá xinh và dễ thương. Có lẽ Minh Quốc có một người vợ vừa ý. Tôi cúi xuống nói chuyện với Thùy Lan. Mỹ Oanh hít vào tay tôi: "Hình như nãy giờ cô dâu hay nhìn mày đó Nhi." Cô dâu thấy tôi ngước lên, vội đưa mắt sang hướng khác. Mỹ Oanh nói nhỏ: "Chắc Minh Quốc có kể chuyện mày cho con nhỏ nghe. Nhỏ này cũng đẹp đó Nhi, nhưng mà không bằng mày." "So sánh gì kỳ?" Mỹ Oanh cười không trả lời. Rồi cô dâu chú rể sang bạn khác. Tôi nhìn cô dâu Mai Lan yểu điệu đi cạnh Minh Quốc, họ thật là xứng đôi. Thầy Nam đưa tôi về nhà thì đã gần 1 giờ. Tôi hơi bất ngờ khi thấy xe của Định Văn đang dựng trong sân. Thầy Nam cũng nhìn chăm chăm, khuôn mặt thoáng nét không vui. Tôi bối rối đứng yên. Ngay lúc đó, Định Văn dắt tay bé Quyên ra đứng trước cửa. Con bé reo lên: "Mẹ về, chú Nam." Rồi nó chạy ra khoe: "Có ba con về nè." Tôi mời thầy vô nhà chơi. Tôi cảm thấy mình như khách sáo quá. Bé Quyên kéo tay thầy Nam: "Chú Nam vô đây." Tôi thấy Định Văn cắn chặt răng, rồi anh thở nhẹ lịch sự: "Mời anh vô nhà chơi." Thầy Nam không từ chối, dắt tay bé Quyên vào nhà. Tôi đi thẳng vào buồng thay đồ, tim đập loạn cuồng. Không biết phải có thái độ thế nào, tôi ngồi lì trong buồng. Ở ngoài kia, tôi nghe Định Văn đi lấy nước. Anh sai bé Quyên rót trà mời thầy Nam. Anh hỏi thăm chuyện ở trong trường của tôi. Giọng anh nhã nhặn lịch sự như tiếp một người khách mới quen. Thầy Nam cũng tỏ vẻ cởi mở với Đình Văn. Tôi nhìn họ, không biết giữa hai người ai mới là khách. Tôi trở lại giường ngồi yên, nghĩ ngợi một thái độ thích hợp. Nhưng tôi quá bối rối nên vẫn cố tình tránh mặt. Thầy Nam ở lại một lát rồi về, tôi cũng không ra tiễn. Tôi nhìn qua khe lá, Đình Văn ngồi yên bên bàn như có vẻ suy nghĩ. Rồi anh bảo bé Quyên: "Con ra ngoài chơi đi, để ba mẹ nói chuyện." Bé Quyên dạ ngoan ngoãn rồi chạy đi. Tôi biết đã đến lúc phải đối diện với anh. Nghe những lời chất vấn sẽ không mấy nhẹ nhàng của anh, tự dưng tôi cảm thấy run từ trong bụng, đồng thời cũng là một cảm giác phạm lỗi, dối trá. Tôi cố phủ nhận điều đó và lay quay phân tích mọi chuyện, cảm thấy nhức đầu quá. Tôi ôm chiếc gối vào lòng, thử sắp xếp những ý nghĩ lan man, nhưng tôi không có thời giờ làm việc đó. Đình Văn đẩy cửa bước vào, đứng yên nhìn tôi, đôi mắt sắc như dao. Tôi cố thản nhiên, tay mân mê mép gối, rồi không chịu nổi cái nhìn của anh. Tôi chớp chớp mắt. Thấy cử chỉ của tôi, Đình Văn cười khẽ: "Em có vẻ lúng túng quá nhỉ?" Tôi im lặng. Đình Văn bước tới, khẽ nâng mặt tôi lên: "Nhìn anh nè." "Sao? Em không dám nhìn hả?" Tôi đẩy tay anh ra, mặt quay đi. "Anh làm gì vậy?" "Nói chuyện với em." "Em thấy chẳng có gì phải nói hết. Em không thích thái độ phán xét của anh. Em không phải là tội phạm." "Sao em nói vậy? Trong đầu em đang có mặc cảm phạm tội à?" "Không bao giờ có." "Tốt, anh mong là như vậy." Thái độ bình tĩnh của anh sao mà đầy đe dọa. Tôi mang tâm trạng đối phó. Đình Văn gật gù: "Lúc mới xuống, nhìn cảnh bày trí trong nhà anh hơi nghi. Anh không tin em có thể làm nổi mấy việc đó. Bây giờ thì anh hiểu rồi. Thảo nào em không muốn cho anh xuống đây." Anh cười một cái, tôi lạnh toát người. "Em giỏi lắm Nhi, đóng kịch hay lắm. Em làm anh tưởng em giận anh, làm cho anh lúc nào cũng thấy mình có lỗi. Trong khi anh làm mọi cách để chuộc lỗi với em, thì em thông dong sống với một tình cảm khác." Anh quát mắt nhìn tôi: "Trong hai đứa, ai mới là người phản bội hả Nhi? Anh vô tình phạm lỗi với em một lần,
còn em thì phản bội anh tới 2 lần. Như vậy em vui lòng rồi chứ? Sao mà Đình Văn cứ gán ghép cho tôi những chuyện oan ức? Tôi muốn thét lên phủ nhận tất cả. Tôi muốn bảo anh là đồ đuôi mù, nhưng tôi không thể mở miệng được và đành ngồi khóc ấm ức. Đình Văn nhếch miệng. Đừng khóc nữa. Em định đem nước mắt lung lạc anh hả? Trước đây thì có thể, nhưng bây giờ thì không. Anh hiểu em quá rõ rồi mà. Lau mặt đi. Anh rút khăn tay đưa tôi. Tôi tức tối quăng vào góc giường, càng khóc dữ dội. Đình Văn ngồi yên nhìn tôi, rồi chồm tới lấy chiếc khăn, gằn giọng. Lau mặt đi rồi nói chuyện. Đừng kéo dài sự kiên nhẫn của tôi nữa. Thấy tôi chần chừ, anh quát nhỏ. Nghe không? Tôi quay mặt chỗ khác, tức ức người. Muốn tìm một cách nói mạch lạc để cho anh thấy rằng anh không có quyền phán xét tôi. Nhưng đầu óc tôi như rối loạn, chỉ còn biết khóc, chứ không thể nói nổi một lời. Đình Văn bước ra ngoài lấy điếu thuốc rồi trở vào. Anh ngồi đối diện với tôi, có vẻ trầm tĩnh hơn. Chuyện thầy của em thường đến đây ra sao thì anh biết rồi. Em khổ phải thanh minh. Bé Quyên nó không biết nói dối đâu. Bây giờ em cho anh biết em muốn gì. Tôi bật lên. Muốn nói anh là đồ điên. Anh không biết gì hết. Đừng có áp đặt tôi. Anh khoát tay. Miễn cho anh phải nghe những lời biện luận đó đi. Em tiến bộ lắm, biết cách nói chuyện lắm. Nhưng anh không dễ bị lừa đâu. Bây giờ em muốn gì, nói đi. Tôi buông thõng. Tôi không muốn gì hết. Có nói anh cũng không tin đâu. Anh tin chứ, trừ những lời nói dối. Em nói đi, em muốn gì? Muốn anh về lo cho con anh, đừng xuống đây nữa. Đình Văn điềm tĩnh. Có nghĩa là em muốn lập gia đình khác? Không. Em phải chọn một trong 2 điều. Hoặc là em trở về với anh, hoặc là em giao con cho anh rồi có chồng. Dứt khoát em không được có thái độ lấp lửng như vậy. Bao nhiêu đó đủ rồi. Anh không muốn làm con rối trong tay em nữa. Đủ lắm rồi. Tôi định mở miệng, nhưng Đình Văn không để cho tôi nói. Anh mỉa mai. Mới ra đời hơn 1 năm mà em học được đủ thứ. Em đủ bản lĩnh nói dối và biết sắp đặt để tránh phiền toái cho em. Anh phục em lắm. Tôi toàn nói thì anh quắt mắt nhìn tôi. Tốt hơn hết là cô im đi. Như không kiềm chế được, Đình Văn bỏ ra ngoài. Có lẽ anh không muốn nhìn thấy tôi. Anh sợ phải đối diện với thất bại và đau khổ. Tôi thấy chợt thương anh đến day dứt. Cái khổ bị phản bội tôi đã từng trải qua. Tôi không muốn anh phải khổ như tôi. Nhưng tôi biết nói gì bây giờ. Đình Văn không còn tin tôi nữa. Anh đã biết, đã tận mắt thấy thầy Nam đến với tôi. Sự xua đuổi của tôi đã vô tình trở thành sự phản bội rồi. Giờ đây trong tôi không còn giận hờn nữa. Tôi chỉ muốn duy nhất một điều, để anh hiểu tôi và đừng đau khổ. Tôi thấy thương anh đến thắt cả lòng. Tôi đi ra ngoài. Đình Văn ngửa người trên ghế, một chân gác trên bàn, nhìn đăm đăm vào một điểm. Không hay có tôi ngồi bên cạnh. Tôi nhìn anh, khuôn mặt buồn đau khắc khổ. Anh hút thuốc liên tục và đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Không dặn được, tôi ôm lấy đầu anh và nhẹ nhàng giữ điếu thuốc trên tay anh. Anh giật mình, tôi dịu dàng. Đừng hút nữa anh. Anh ngồi thẳng lên nhìn tôi. Em muốn trả lời dứt khoát phải không? Được rồi, em nói đi. Không, em chẳng có gì để mà dứt khoát. Em chỉ muốn nói để anh hiểu đúng cho em thôi. Nói đi. Tôi bắt đầu lúng túng. Em muốn nói là tất cả những gì anh thấy đều không đúng. Em... Điều anh thấy lúc nãy có thể là anh hiểu lầm. Nhưng chẳng lẽ bé Quyên cũng biết nói dối nữa sao? Bé Quyên không nói dối. Đúng là thầy Nam thường hay đến đây. Nhưng không phải vì vậy mà em nghĩ đến chuyện chia tay với anh. Em... Đúng là em có cảm động nhưng mà không hề. Em cũng không biết nói sao nữa. Em cứ nói sự thật đi. Anh hiểu được mà. Tôi chớp mắt. Em không giấu anh là thầy Nam có nghĩ đến em. Lúc em về đây, tình cờ thầy gặp em và sau đó lo hồ sơ cho em đi dạy, giúp đỡ em về kinh tế. Thầy có ý muốn... Tôi lúng túng. Đình Văn nói tiếp. Muốn cưới em và nhận bé Quyên làm con. Đúng là có như vậy, nhưng thật tình là em chưa trả lời. Giờ mối quan hệ chỉ dừng ở mức đó. Em không giấu anh là em cảm động. Em có nghĩ đến thầy Nam. Nhưng bảo yêu thì không hẳn, vì em không bao giờ... Tôi nhỏ giọng. Vì em không bao giờ quên được anh, dù vẫn nghĩ là anh không cần em. Đình Văn có vẻ xúc động. Anh dịu lại ôm siết tay tôi. Em nói tiếp đi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Vậy sao em không kể trước với anh Nhi? Em không muốn làm anh khó nghĩ. Tại vì dù sao em cũng không thể tiếp tục sống với anh được. Cứ nghĩ đến những ngày bị dằn vặt vì mâu thuẫn trong gia đình, em chịu không nổi. Tôi bỗng muốn khóc. Em muốn trốn chạy. Em muốn mình chỉ khổ 1 lần còn hơn cứ triền miên như thế.
Em sợ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ không chịu nổi nhau. Anh biết sống như vậy là quá sức đối với em. Anh đang cố thu xếp cho bé Nga sống riêng. Như vậy em sẽ về với anh chứ Nhi? Em không biết. Em không muốn gì em, mà sau đó anh bị dằn vặt. Em thương con nên em biết. Sống xa con khổ lắm anh à. Nên em không muốn bắt buộc anh như vậy. Anh cũng đừng nghĩ là em phản bội. Em đã từng hiểu cảm giác đó thế nào rồi. Em không muốn để anh phải trải qua cảm giác đó như em. Đình Văn có vẻ cảm động. Anh nói giọng bồi hồi. Đừng nói nữa Nhi. Anh hiểu em lắm rồi. Anh kéo tôi lại gần anh. Chỉ cần em nói với anh là em vẫn thương anh. Và đừng bị sa ngã vào tình cảm khác. Được không em? Tôi nói khẽ. Nếu không còn thương anh, em đâu sống khổ sở một mình đến bây giờ. Đình Văn ứa nước mắt. Mặt anh ngời ngời hạnh phúc. Anh ôm siết tôi. Cảm ơn em. Có một người vợ như em thì đời anh không còn gì hơn nữa. Anh yêu em vô cùng Nhi à. Tôi thấy nhẹ lòng, nhưng dù sao vẫn không vui. Có lẽ bây giờ thầy Nam đang buồn lắm. Tôi biết làm sao bây giờ. Tôi không thể nhìn thầy Nam buồn. Tôi không thể phụ lòng một người đã tận tụy với mình. Tôi nhìn Đình Văn. Anh đang rất hạnh phúc. Làm sao tôi dám nói thật với anh những ý nghĩ của tôi đối với thầy Nam.